Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trời nắng đẹp quá quý vị ơi. Mùa xuân đã thực sự đến trên miền đất Bắc Mỹ, Minnesota của chúng tôi. Thực sự ra thì hôm nay trời nó rất là nóng luôn đó quý vị. Năm nay thời tiết khá là thất thường, nghĩa là mùa xuân với mùa hè nó lẫn lộn với nhau luôn quý vị. Có thể ngày hôm nay nó mười mấy độ C, cái ngày mai ngày mốt cái nó lên 30 độ C, xong được 1-2 ngày cái nó lại xuống 10-15 độ C. Nên năm nay thời tiết rất là lạ kỳ. Và tôi không biết gọi nó là bây giờ là mùa xuân hay là mùa hè nữa đó quý vị. Thì thưa quý vị, hôm nay cũng chia sẻ với quý vị một cái cây lên hàng năm. Cái cây này nó là dạng bụi quý vị. Nó gồm có hai loại, một loại là loại lùn và một loại là loại lớn. Cái loại lùn á, thì nó mọc chắc khoảng lắm 5-60 phân thôi. Còn mà cái loại mà lớn á, thì nếu mà chúng ta để cho nó phát triển tự do thì nó có thể lên cao được 1.5-2 thước. Đó, thì thưa quý vị, đây là tôi đang quay cho quý vị xem một cái bụi hoa có dạng lùn mà tôi trồng ở cái cửa bước ra đó quý vị. Thì thưa quý vị, đây là cái loại hoa là nó cho lá màu nâu và hoa màu hồng. Rồi nó có loại cái lá màu xanh và hoa màu hồng rồi hoa màu đỏ nữa. Để chút xíu nữa tôi sẽ quay để quý vị xem. Thì thưa quý vị, đây là cái cây mà tôi đã tỉa cho nó cái có hình tròn. Và năm nay thì cũng như mọi năm nó đều ra hoa vào đầu mùa xuân. Thì cái này là nó mới nở quý vị. Nếu mà mình mà chăm sóc đúng đó thì nó sẽ nở rất là rộ. Cái cây này á, thì chăm sóc nó cũng dễ lắm quý vị. Tại vì nó là cái loại mà mình trồng ở chỗ mà nắng nhiều. Chẳng hạn như nếu mà nhà quý vị ở hướng Nam á, hay là hướng Tây đó, quý vị trồng cái này nó cũng được. Mà nếu mà quý vị ở nhà mà không có nắng nhiều đó, trồng trong bóng râm, không có râm hoàn toàn, mà giống như là nửa râm nửa nắng thì nó cũng được. Cây này nó không có mọc được trong râm hoàn toàn đâu quý vị. Nó phải có nửa râm nửa nắng là ít nhất. Thì cái loại này nó dễ lắm quý vị, chỉ trồng ở cái chỗ đất dễ thoát nước một chút xíu. Và nếu mà mùa đông đến thì quý vị mua mấy cái mụn gỗ, hoặc là quý vị có những cái lá khô, cành khô đó, mình ủ cho cái gốc của nó ấm, thế là được thôi quý vị. Rồi tới đầu mùa xuân đó, thì quý vị cho nó một tí phân, tưới nước là nó ra hoa thôi. Như quý vị thấy đây, cái bụi cây của tôi nó ra hoa đó, mới đầu mùa nó ra hoa vậy đó quý vị. Vì cái loại này thì ong bướm rất là thích, đặc biệt là chim ruồi quý vị. Chim ruồi nó thích khúc mật của cái cây quỳ di là này lắm. Để tôi quay cái khúc mà nó chim ruồi nó hút mật cho quý vị xem nha. Đây, quý vị xem đó, có một cái chú chim ruồi ở bên phía tay phải đó quý vị nhìn đó. Cái này thì tôi phải đứng ở trong cửa sổ tôi quay ra, tại vì nếu mà mình mà bước ra ngoài sân đó thì là nó sợ chúng ta bay mất, nên là tôi quay ở trong cửa sổ đó. Quý vị thấy nó chăm chỉ không, nó hút từng cái hoa một. Và tôi cũng canh lâu lắm mới được đó quý vị. Tại vì mình nhiều khi mình thấy nó, cái mình chạy đi mình lấy cái máy thì nó bay mất tiêu. Đó, thấy à? Đó, cái đầu nó bay đi. Thì đó, thưa quý vị, đó là cái chim ruồi nó hút mật của cây quỳ di là. Quỳ di là này tôi không biết là, tôi nghĩ là nó thuộc loại cây ôn đới đó quý vị. Thành ra nếu quý vị ở hải ngoại, ở vùng ôn đới thì chắc là cái này nhiều. Chứ tôi nghĩ Việt Nam mình xứ nhiệt đới thì cây này nó không có sống được. Thành ra nếu mà quý vị ở xứ ôn đới đó mà thích hoa mà ra nhiều vào đầu mùa xuân thì quý vị nên có một cái bụi như thế này. Nó có nhiều dạng lắm quý vị ơi. Cái bụi này của tôi nó là lá màu nâu và hoa màu hồng nha. Lát xíu nữa tôi sẽ quay một cái bụi khác cho quý vị xem. Cái loại đó là nó là lá màu xanh, hoa màu hồng thắm. Rồi nó có lá màu xanh, hoa màu đỏ. Rồi nó có cái loại nó gọi là lai giống đó quý vị.
là cái lá nó hai màu, nó màu xanh màu trắng, rồi hoa nó màu hồng, rồi hoa nó màu đỏ. Rồi sau này người ta la giống đó quý vị, là nó có Godzilla mà hoa màu vàng nữa quý vị. Đó, người ta nói nó rất là nhiều màu sắc. Thì đây thưa quý vị là cái bụi Godzilla mà tôi gọi là hoa nó có màu hồng thắm đó quý vị. Thì cái bụi này thì tôi không có tỉa, tức là mình để cho nó mọc tự do. Mà cái loại cây này là nó không phải là loại đùn, nó là cái loại lớn đó quý vị. Thành ra là cái nó có thể cao thước rưỡi á, cao khoảng thước rưỡi. Thì nếu mà quý vị mà thích mà trồng cho nó mà mình làm hàng rào đó, thì cái loại cây này là lý tưởng luôn đó quý vị. Nó sẽ cho quý vị một cái hàng rào đầy hoa luôn. Và quý vị thấy không, cái hoa nó mọc dọc theo cái thân của cái cành của nó. Đó, nó rất là đẹp luôn quý vị. Và một lần nó ra hoa như vậy nó có thể được khoảng 3 tuần. Khoảng được 3 tuần là hoa nó ra rực rỡ như vậy. Mà nếu mà quý vị mà muốn cắt tỉa nó thành ra hình dạng theo mình muốn á, thì quý vị nhớ là sau khi mà hoa nó tàn xong á, thì khoảng một tuần hay hơn một tuần, trong cái khoảng đó thì quý vị nếu mà muốn cắt tỉa thì mình cắt tỉa ngay ha. Chứ nếu mà quý vị để trễ quá tới mùa hè hay mùa thu mới cắt tỉa thì mình sẽ cắt mất cái hoa của mùa xuân sang năm. Tại vì hoa của nó ra từ bây giờ cho tới mùa xuân sang năm luôn đó quý vị. Thank you.
Thưa quý vị, đây là cũng là cái bụi hoa Weigelia mà cái màu hồng thắm đó quý vị. Cái lúc này là lúc nó nở rộ á, quý vị thấy nó đầy đã không? Nên là hoa nó bu 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 chung quanh cái cành, nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái thưa quý vị là cái cũng là cái bụi Weigelia đó quý vị, mà cái loại này là cái lá nó màu xanh và cái hoa nó màu đỏ, cái bụi này nó còn nhỏ lắm nên là nó mọc lẫn vào mấy cái cây khác. Và tiếp đây là cái Đây, hôm nay là cái cây Weigelia đỏ nó ra bông đầy đủ rồi nè. Hôm nay là tôi quay lại để quý vị xem cái cây màu đỏ nha. Cái này là quay hình như là 2 tuần, 2 tuần. Cái loại này nó nở hơi trễ quý vị, 2 tuần sau cái clip của cái Weigelia màu hồng, cái loại màu hồng thắm mà quý vị mới xem đó. Cái này 2 tuần sau đó quý vị. Quý vị thấy nó nở cũng đẹp không? Nguyên một cái cây luôn. Đó, chia sẻ với quý vị về cây Weigelia màu đỏ. Buổi sáng quý vị nghe tiếng chim hót đó quý vị. Và mấy cái cây khác. Và tiếp đây là cái mấy cái hình của mấy cái cũng là Weigelia đó quý vị, mà cái loại người ta lai giống đó, để cho cái lá nó ra 2 màu và cái hoa nó ra màu hồng màu đỏ. Cũng xin chia sẻ với quý vị.